Tại vì hôm đấy là em mua trước 20.000 mà chỉ có bao nhiêu màu? 20.000 18 màu. Ui điêu. Sao vì nào mà rẻ vậy? Ủa phải chấm. Alo. Thì sao là tôi bị ngáo giá thị trường sao? Được, nhớ rồi. Trời ơi, thì ra là tôi đã bị ngáo giá. Lần sau bảo sao cái gì cũng phải Shopee. Sau nhiều lần rút kinh nghiệm rồi ra bán mua thì anh thấy Shopee rẻ hơn nhiều, hàng nó vẫn là cái hàng đấy, đã trả bán rất nhiều hàng từ văn phòng phẩm đến điện nước đến đồ ăn siêu, siêu đẹp luôn. Cuối cùng tất cả mọi thứ là Shopee. Ôi, nhưng bọn em có học một môn gọi là thương mại điện tử. Thầy của em bảo là bây giờ Shopee đang rẻ, chúng mày cứ mua thật lực đi, mấy năm nữa mà nó đã cẳng được Lazada các kiểu rồi thì chúng mày cũng không còn rẻ đâu. Nhưng mà xong em bảo với thầy là nhưng mà dạo này có TikTok nữa rồi thầy ơi, bây giờ có TikTok và có Shopee cạnh tranh mà nó lại đá nhau tiếp, lại rẻ tiếp thầy. Nhưng mà thầy có biết một điều rằng có đá đi đá rồi thì nữa để Việt Nam cứ rẻ. Đây là bức tranh của người tô màu xong nha mọi người. Cảm ơn người đã theo dõi video của mình. Ui nhưng mà Shopee rẻ thật. Với cái đợt gắn mã like xong gắn mã video ấy. Để... Em đang chờ ngày phát lương để mua được thứ mà em muốn. Anh ơi, có giấy phát lương trước ngày 9 tháng 9 nhá. Không, ngày 8 tháng 8 chứ. Nhầm. Có giấy phát lương trước 8 tháng 8 nha anh ơi. Sun sale, Shopee sale ấy anh. Vậy ngon lại đấy. Ngon. Tuyệt vời ông mặt trời. Vậy con gái bọn em chỉ đợi 8 tháng 8. Ôi nhưng mà nhá, em đã là kiểu mua hơi nhiều với bạn em. Một đợt 8 tháng 8 của nó phải được 20 đơn hàng. Tổng là bao nhiêu tiền? 20 đơn của nó thấy giá cũng được. Thấy giá cũng ok. Không, chỉ mua đợt sale thôi, mấy đợt khác kém mà anh. Em mua nhiều mà nhưng mà vẫn vàng hay đã lên kim cương được? Anh thì không đủ đơn. Đủ tiền nhưng không đủ đơn. Được rồi. Cái này ngồi dành đặt mấy cái tin đơn 1k về. Mày lắm. Mà lên kim cương cũng có hơn cái gì. Ôi nhưng mà em lên vàng em thấy nó cũng chẳng nhiều deal lắm, nhưng em thấy nó cũng bình thường, lên được mà. Đúng rồi, lên được mà không lên chứ sao. Nhưng mà vào ngày 10 mấy 20 đúng là có đơn, có deal thật. Hạt gọi là giảm giá thành viên vàng. Thì cũng chỉ thế thôi, sáng đây ở đây có giá điện nội bộ của Shopee. Thì anh cầu người áo ở đây, nhà anh là Shopee mà. Ok, vậy chúng ta tô màu xong bức tranh ngay từ nhà mọi người. Cảm ơn mọi người theo dõi video này của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.